vải đẹp quá. Hôm nay đồng chút cho cành đào cho mua cành đào đào về để tết đi mà. Đây còn lại cái đống hoa để mấy cái bà để bán đi giữa đấy xem nào. Lá xong này rồi có chút chút này. Là em thờ em hên sắc em chị hên kém chồng đấy các bác ạ. Cái bác này bác ơi, cái gì ta có thị ghi gì thế bác không biết chữ à? Có chứ, chẳng qua là mấy cái chữ này tôi chưa được học. Dạ ơi, anh nói là cái gì? Cô hên cô ấy kém chồng. Cô hên mình lại kém chồng. Hay quá, hay quá. Bà đi. Đâu? Bà đâu? Bà đâu hả? Bà chuẩn bị đến. Mày làm gì mà như ma đuổi thế? Bẩm thầy, hơn cả ma đuổi, hơn cả bà đánh đấy ạ. Có việc gì mày cứ nói phọt ra, cứ bè bè mãi tao không hiểu gì cả. Bẩm thầy, chuyện này khó nói lắm ạ. Có việc gì mày nói vào tai tao đây này. Thế hả? Được, được, hay, hay lắm. Thế nên con mới chạy vội về đây để báo với thầy. Nhưng mà có chắc không? Dạ, con đâu dám dối thầy. Tốt. Ta cái được. À, vậy thì đê vỡ có to không? Thôi được rồi, mày vào chuẩn bị hành lý cho thầy. Thầy đi Tuần. Đi Tuần. À, bản huyện hôm nay dạ có việc phải xuống dân để thị sát tình hình cuối năm. Dạ. Các chú ở nhà ấy, nhớ phải lo cho xong cái đống sổ sách. Kẻo năm hết Tết đến, cha riêng mà động đến sổ sách, rồng lắm. Nếu bà hỏi tao đi đâu, thì bảo tao xuống dưới dân hộp đê, hiểu chứ? Dạ. Dạ. Nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Cái con mẹ đề này, đúng là ăn nói lôi thôi, đồ đáng ghét. Sao đấy? Thế nó có chuyện đây, gì à? Chị Huyện xem, chưa chật ra như thế này rồi, không có thấy mặt mũi nó đâu. Mà đúng thật, liên thì lắc. Ồ, cái gì nhỉ? Chị Huyện này, ở cái góc kia có cái gì mà cái lũ đàn ông nó lại bu vào như là ruồi bu lấy mật thế nhỉ? Mẹ bố nó, con ấy nó dán cáo thị kén chồng. Ui dào ui. Dào. Vừa già vừa dai. Thằng nào nó ngó đến. Nó già nhưng cái đấy nó lại không già. Hiểu chưa? Tôi chết. Không ổn rồi chị Huyện ạ. Sao đấy? Chị em mình có đang hờ hớ như thế này. Mà đúng rồi. Mà vớ phải những lão chồng chán cơm tẻ, thèm cơm nếp. Mà chắc chắn ý, các lão ấy không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này đâu. Cô nói chứ phải. Nhưng mà cô yên tâm đi. Tôi đã đề phòng từ trước rồi. Chị đề phòng? Phải. Tôi thực hiện cái phương châm một đòn chết bảy. Một đòn chết bảy? Trước khi đi, tôi cho ăn no. Về tôi bắt ăn nữa. Khóa trước, khóa sau. Ăn cơm nhà, tôi về ngủ đúng giờ. Thả rông đúng giờ buổi trưa. Chị Huyện có tuổi rồi mà
vẫn còn sung sức thế. Chết, không sung có mà để các lão ấy lẽ phèn hả? Tôi là tôi cũng phải cố. Còn em? Cô thế nào? Chốt trước, khóa sau, tận thu cả gốc lẫn lãi đấy. Mà kể cũng lạ thật đấy. Còn Hên á? Hiểu chị nó nhìn có em. Gì hơn chị Minh chứ? Chị Huyện này. Gì cô? Hoa thơm cỏ lại. Thằng nào chả thích. Phải rồi. Mà một cái lại bằng cả tạ đường phèn đấy chị ạ. Đúng rồi. Mình phải trị từ trong trứng trị ra, cô hiểu không? Đúng. Phải quản các lão chặt hơn. Chị nói phải đấy. Cứ trị từ con Hến mà trị ra. Diệt cỏ ấy là phải diệt tận gốc. Bây giờ ta cứ chờ cô đề ra xong tính toán một thể nhỉ? Giờ tìm cái quán nào chị em mình muốn mát tí nhỉ? Đói rồi. Này, lúc tao với mày đi, có ai nhìn thấy không? Ông yên tâm, bao nhiêu năm nay con đi theo ông thì còn gì nữa. Chỉ có mày là người hiểu tao nhất đấy. Nhân thiên chỉ cứu nhân thiên mà không đã thấy hai đồng. Này, mày dòm cái gì mà kỳ thế? Trời ơi, trời dòm mà sao? Thanh Hà quê ngủ, thiếp thị Hên là say. 28 xuân xanh mà một mình vẫn chăn đơn hôi chít. Vậy thế cho nên héo hắt đêm ngày vì đâu, héo hắt đêm ngày trầu vơi nước mắt chảy đầy tấm thân. Đời tôi sao cay đắng muôn phần. Đời tôi cay đắng muôn phần. Thuyền quyên lỡ bước, tuổi xuân nát nhau bơ vơ đứng tủng ngồi. Mấy ngày hôm nay mà chả thấy đứa nào nó ngó ngàng đến cả. Nhìn người mình khúc nào ra khúc đấy. Thế này mà đàn ông chúng nó mù hết thì sao mà chúng nó không biết nhỉ? Vẫn còn có đứa chưa mù. Vào thay cái váy ngắn cho nó tiện. Hên ơi ai đến đây? Hên ơi Hữu Hiện đây, mở cửa cho thầy. Em chả tin ai sất, bu em dậy em thề. Hên cẩn thận như vậy là tốt. Nào, mở cửa cho thầy vào. Nào. Mày đi ra ngoài canh chừng cho ông, bảo Hiện đến nhờ báo tin hiệu cho ông, biết chưa? Kìa ta, đang còn ở ngoài sân. Này, sao hôm nay thầy thấy nó sao động thế nào ý? Dạ mời thì hiện dung và tiền tư. Ôi trời ơi. Sao
Sao này nhảy tâm tâm lên thế? Huyện, không sao. Hến này, dạ. Độ này, nhìn nàng nhuận sắc ra đấy. Đội ơn thầy đã có lời khen. Hôm nay thầy Hà cố đến thăm em. Thật là vinh hạnh cho Hến quá. Hến này, dạ. Hoa thơm cỏ lạ ngoài vườn, chắc đếch gì bằng Hến được. Kìa thầy. Thầy nhìn thấy Hến mà cứ thấy buồn rụn hết cả cái thằng người. Phải dò nhá thầy. Thầy chỉ được cái khen đúng thôi. Chuyện ta khen là chỉ có chính xác. Lời ta là lời vàng ý ngọc mà. Nào, hãy ngồi xuống đây cùng ta. Ứ vào. Ngồi đó mông lắm. Vậy ngồi lên đùi ta đây này. Thế nơi độ này có vẻ phì nhiêu ra đấy. Thì Hến kén chồng. Chết này, chú mày nghe đây. Ai có đến hỏi thì bảo là quan huyện điều tôi xuống dưới kia gấp. Nghe chưa? Dạ. Bà có đến ý. Dạ. Liệu được mà nói. Dạ. Dạ vâng ạ. Này, hai chị em đã biết tin gì chưa? Chuyện gì? Bà chơi cái này đi. Nguyên đang ở nhà con Hến. Cái gì? Cô nói chắc chắn không? Chắc chắn luôn. Em vừa đi qua cửa nhà con Hến, thấy thằng Hầu đang ngủ gật ở đấy mà. Ôi giời. Ơi, tôi tưởng tôi tặng nó là bội thức rồi cơ. Các cô ngồi đây. Dạ. Tôi đến nhà con Hến. Vụ này bắt tận tay dây tận chán nhá. Dây tận không xử ra ngô ra khoai là không có ra cái thịt giống gì nữa. Đúng. Vụ này mà không xử đến nơi đến chốn, trên hạ nó khinh cho. Đúng rồi. Cứ như em. Cô sao? Lão xã nhà em. Em làm cho mấy chập. Giờ im thiền thiết. Im chưa? Im rồi. Thật không? Con này tôi đi luôn. Này, cứ tưởng cho ăn no bội thực rồi. Cứ như mình chả để trông nom gì, cứ thả rông suốt đi. Em có một ước ao, em có một khát khao, một cái ao, một cái ao. Trời ơi. Em có một ước ao, em có một khát khao, một cái ao, một cái. Mẹ cha chú bò nhà nào mà dám đi vào được cái quán thế hả? Lóc quá! Đi đến nhà Hến. Thầy ngồi dịch vào em nhột. Nhột à? Bà Huyện cho thầy ăn đói sao mà lúc nào cũng mang cho mình một dòng máu dê. Thầy dê chỉ một mình Hến thôi. Em là em không thích dùng đồ cũ. Tất cả. Tất cả. Tất cả. Bỏ mẹ rồi. Sao tắc kè lại kêu bây giờ này? Sao thầy Huyền nghe tiếng các kè mà như bị kín đốt vậy? Còn vợ thầy không hiểu sao nó đánh hơi được, bỏ đến đây. Chị Huyền đến à? Thôi để em ra mở cửa đón chị vào. Ê, mày điên à? Nó mà thấy thầy nó thịt sống. Không những thế mà cả mày, mày cũng bị mang họa vào thân đấy. Trong nhà có chỗ nào trốn không? Bây giờ chỉ có chung chung thôi. Hả? Chung. Em có cái chung mắm lâu ngày không dùng ấy. Chú tạm mà đấy để em ra mướn phó. Hả? Sao? Chung mắm à?
Không còn chỗ nào nữa đâu. Đi. Đi vào đây. Chui vào đây không có thì chết. Thối quá. Thối còn hơn chết. Khổ lắm. Ngồi vào. Khổ quá. Ngồi im ở trong ấy nhá. Một ai nữa đây. Ủa đây sao lại dậy? Hến nhà mình à? Dạ vâng, một mình à. Thế mà tôi nghe nói nhá. Vâng. Lão chồng tôi nhá. Dạ vâng. Đang bỏ việc quan nhá. Ô thế á? Nó đi làm liều nhá. Ừ. Dạ nó đâu? Hả? Em không biết, từ sáng giờ em vẫn một mình đơn côi. Trốn trong này là mày chết rồi. Một mình nắng, một mình mưa, một mình thui thủi sớm trưa, một mình ở cạnh ngôi đình, quanh năm suốt tháng vẫn dập dình con nắng. Con dở này. Này. Dạ. Bà mà bắt được nó mà. Sao à? Bà xẻo cho chó ăn. Ôi dồi. Đùa bà. Này xẻo thì chị thiệt trước nhá. Em có một cách gì à? Thật đấy. Không hiểu lão đi đâu. Đi bắt bắt được. Em có một khát khao, một cái khao. Quái, có cái mùi gì lạ lạ thế này nhỉ? Anh Sa ơi, mình đây. Cần số độc nào đưa anh đến đây, mình nhẹ nhàng vậy. Thì Hiến phải đưa anh vào nhà ngay chứ không rõ độc méo mồm thì chết đấy. Bình tĩnh hả? Không bình tĩnh gì nữa, đi vào, đi vào. Ngồi xuống đây. Dạ ngồi. Hến. Dạ. Thầy nghe tin Hến niêm yết bảng kết chồng. Dạ vâng ạ. Nếu hôm nay thầy sang xin Hến với thằng con trai, Hến tính sao? Ôi trời ơi. Ngồi nhạy. Ôi trời, thầy xã. Thầy mà nói thế, mà xã mà nghe thấy thì Hến chết. Mà Hến có lấy chồng thì lấy thôi, chứ Hến chưa có ý định gì. Hến ơi, thầy khổ lắm. Con vợ thầy nó không biết đẻ nên thầy mới phải đến nhờ Hến. Hến ơi, Hến xin cho thầy một thằng con trai. Thầy hứa thầy sẽ lo chu toàn cho Hến. Hến nhá. Nói rồi. Nói thật mà. Nhớ nhá. Nhớ đây. Ở hiền thì sẽ gặp lành, có thầy là cả đời em bước quyền. Hôm nay trời sáng trong, mình bên nhau cùng hòa chuông câu hò. Ta say cùng với nhau, cùng bên nhau, nhớ xa xa ngoài kia và xa, nó trong đây thì xa. Em xin một đêm nay mình bên nhau, chăn nồng vui với chiều. Xin muôn đời có nhau, tình yêu kia sẽ mai không nhạt phai. Muôn kiếp sẽ mai không nhạt phai. Hến biết không, dạo này cái ao nhà thầy nó luôn luôn cạn nước. Ô thế à? Cho nên ta có một khát khao, ta có một ước ao, một cái ao. Chả bù cho nhà em, ao. Lúc nào cũng đầy nữa. Bà mà bắt được nữa thì cũng không phải phép nhá. Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi mà cho làm thìa mẹ luôn nhá. Đúng rồi đấy. Được, dạ. Được, dạ bà. Mày nói có thật không? Dạ, chẳng lắm à. Cho mình lôi. Thế mà bảo là thu cả gốc lẫn lãi rồi. Nói như thánh tướng ấy. Ừ. Xã nó đang ở nhà con Hến kia kìa. Hả? Chị nói cái gì? Gì? Khi đi, em đã cho ăn uống. Cẩn thận rồi cơ mà. Thật không? Ừ. Lần này về thì chết đi. Bà điên lên rồi đấy. Dạ, cái tay sao mình này.
Giỏi sao? Sao mà cái mới ra gà ra vịt nổi nhỉ? Thì thích chứ làm sao nữa. Anh Xã này, không hiểu sao độ này em có cái bệnh gì lạ lắm nhỉ? Cứ nhìn thấy dai là chống ngược em nó có đập trên chênh. Hay áp huyết thấp. Áp huyết thấp thì đi ngủ thì niệm đi, niệm xong kéo em niệm luôn. Ôi giời ơi. Thường cái gì chứ, cái bệnh ấy thì thầy chữa là số 1 đấy. Để thầy tính, thầy chữa thầy ra. Chị Xã chị nhìn thấy thì chết em đấy. Vớ vẩn. Sợ cái gì mà sợ chứ. À. Được, ta là người đứng đầu một xã, ai mà không sợ ta chứ hả? Hến này, dạ. Hến lại thầy bảo, Hến ra xe máy. Chắc là chị Xã đến tìm thầy đấy. Hả? Đếm ra mà cầm. Ôi, bây giờ mà ra mở cổng thì con vợ thầy nó băm thầy chết. Ôi, trời ơi. Có cổng phải mở chứ. Hến ơi, nhà mình có chỗ nào trốn không hả? Hình như có đây. Chỗ nào? Thầy bây giờ ấy, hãy chui tạm cái bầu thóc kia. Bầu thóc đấy à? Đem ra đối phó với chị ấy. Không có là chết cả đôi đấy. Chưa kịp ước ao, chưa kịp khát khao mà đã phải chui vào cái bầu thóc. Chui vào trong đây này. Béo quá cơ. Ăn cho đây đẻ vào. Nghiệp chứa. Nhanh lên. Đậy vào cách lên. Cứ ở sau trong ấy nhá. Hả? Cứ ở sâu trong nhá. Bao giờ có hiệu lệnh mới được ra. Hiểu chưa? Cuốn nợ. Nợ. Ngại đứa nào ở đây? Chị đâm đầu vào nhà người ta chạy trong sọc sọc như nhà không có chủ ấy. Chỗ mà. Nó đâu rồi? Chốt đâu rồi? Này. Hả? Có thấy thằng chồng tôi đâu không? Chị dở hơi à? Chị hỏi tôi biết hỏi ai? Trong chị là nhà chị. Tôi dừng chui ra làm gì? Này, tối mà tìm thì nói. Ngày ý, tôi bắt nó sơi 2 bữa nộm nhá. Sơi 7 bữa mặc sẵn cái chứ, tôi không biết. Còn cả mày nữa. Léng phéng, bà là bà cắt. Tôi có cái gì mà cắt nhỉ? Này, về mà cắt cái máy bay nhỉ? Ây tôi không biết quay chua ngợt. Ôi chị gió. Mai là tím bầm tím dập bên đây. Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Xin lỗi. Này, con Xã vừa đầy già đấy. Thầy sợ nó à? Nó là cái gì mà thầy phải sợ? Không sợ nó sau mặt thầy. Tay xanh đến dại thế kia. Nghe tin Hến kén chồng. Vâng. Mình đến để... xin viết vài dòng được không? Bút hết mực rồi, liệu có viết được không? Hết là hết thế nào? Trông thế Hến là mình lại muốn viết. Nợm nào? Úi dồi, đập cái chuối rồi còn đâu mà viết. Sao bà nó không sợ thế? Thế thầy cũng sợ một ai sao mà lại thế? Thầy sợ chó thì bố con thằng nào? Nhá. Kể cả tổng huyện Xã đến đây, thầy chấp cả hai tay. Khiếp. Đứa nào cướp Hến của thầy, thầy giết sống. Nhá. Hình như nhà Hến có chuột. Nhà em có 2 con chuột cống to bự nhá. Thế à? Em bắt mãi không được đấy. Để thầy bắt cho. Thầy bắt không cẩn thận nó cắn vào tay. Chuyện bắt chuột là nghề của thầy. Ông sẽ cho mày hoa mày chóng mặt luôn. Mày thầy Huệ ăn, em cứ ngỡ là thầy đi hộ đê, hóa ra thầy vào đây để hộ thu mà. Ôi giời ơi, khổ thân, vừa thối thì vừa chóng mặt, khổ thân, đứng không vững. Thầy ơi, chuột, hóa ra ở trong chuột này. À, mày mở cái nắp, nó chui ra, tao đập chết luôn. Vâng. Hến xin có ý kiến. Ý kiến gì thế? Thằng chết thối có mùi em không chịu được. Bắt sống con chuột cống. Bắt sống. Được.
tập này nhá. Mày chạy tôi biết lỗi rồi. Ôi thằng xã, sao mày lại chui vào đây? Em chả chui vào đây thì chui vào đâu? Mà thầy bị hỏi thế thì em biết hỏi ai bây giờ? Cái thằng này. À mà đúng rồi, thầy hỏi. Tại sao thầy lại đứng đây? Hả? Mặc cả thầy đề nữa. Tại sao thầy lại có mặt ở đây? Thầy đề. Lườm nhau làm gì? Giống nhau cả thôi. Đồ hậu đậu. Tất cả chúng mày khai ra ngay. Các lão ấy đang ở đâu? Các lão đang ở đâu? Nói ngay thì có thưởng. Nói. Dạ. Mày dạ gì mà dạ lắm thế? Tao hỏi mày dạ. Ở cái huyện này ai là người to nhất? Dạ bẩm bà. Đúng. Kìa chị để em. Nói được chưa? Dạ nói được rồi ạ. Dạ quan bẩm bà. Cả chúng mày theo tao. Bảo ông ngủ với xã khẩn trước. Ôi trời ơi, tiên sư chúng mày, chúng mày có bỏ đến cũng cả không? Ở đây ai to nhất? Tao hỏi chúng mày. Trên công đường nhá, thì có ai có mấy. Chứ ở đây thì ông lại sợ. Thằng nào khỏe thằng đi được nhá. Này, thằng nào giỏi xông vào đây. Khung này là của ông nhá. Bỏ đi ra. Ôi trời ơi. Bị lừa rồi. Milk em number one. Milk em number one. Milk em number one. Milk em sinh ra tiền, có triển miên và sống cần tiền. Nhân em cứ kiếm như điên, nhân em cứ có liên miên. Điều rồi lại có cứ mà tôi báo đại gia. Milk em number one. Milk em sẽ luôn thi hành cái bụng to là bắt đèn ngày. Ngày mai đời có đỡ chạy, tiền em nắm chắc trong tay. Điều rồi lại có cứ mắc tui báo đại gia. Milk em Tôi hy vọng là với hai tiểu phẩm Bắt Đèn Đại Gia và Thị Hến Kén Chồng này thì chắc chắn sẽ làm vừa lòng tất cả những quý vị khán giả thân yêu của tôi. Chúc anh thành công. Vâng, chúc tất cả khán giả là một nụ cười của 10 thang thuốc bổ, cười thật vui đó.